Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá ngày 7 tháng 12 của kênh Bóng TV. Trước khi đến với bản tin chính ngày hôm nay, các bạn hãy đăng ký và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức bóng đá mới nhất nào của kênh Bóng TV các bạn nhé. Rạng sáng ngày hôm nay đã diễn ra hàng loạt các trận đấu sớm ở các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Bây giờ chúng ta hãy cùng cập nhật nhanh kết quả ở các trận đấu này nhé. Ở Ligue 1 đã diễn ra hai trận đấu sớm. Trận đầu là cuộc đối đầu giữa Lille với Brest. Lille đã có chiến thắng 1-0, tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Trận còn lại, Nîmes đã để thua Lyon tới tỷ số 0-4 ngay trên sân nhà. Sau trận thua này, Nîmes đang càng chìm sâu vào trong khủng hoảng khi đứng cuối bảng xếp hạng vô địch quốc gia của Pháp. Trong khi đó, ở Bundesliga cũng diễn ra trận đấu sớm giữa Frankfurt với Hertha, hai đội cầm hòa nhau với tỷ số 2-2. Ở Serie A, đội đang đứng đầu bảng Inter có trận gặp quan trọng với Roma. Tuy nhiên, hai đội đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0. Với kết quả này, đội đứng top 2 Juventus sẽ rất vui mừng khi họ chỉ còn kém Inter 2 điểm và nếu chiến thắng ở vòng đấu này, họ sẽ chiếm lại ngôi đầu từ Inter Milan. Đến với La Liga, Villarreal có trận đấu gặp Atlético Madrid, hai đội cầm chân nhau với tỷ số 0 đều. Với kết quả này, hai đội chỉ có được 1 điểm. Atlético Madrid tạm thời đứng ở vị trí thứ 6, lỡ thời cơ chen chân vào top 4, còn Villarreal tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga. Tối qua ngày 6 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Leicester City đã hoàn tất việc ký mới hợp đồng với huấn luyện viên Brendan Rodgers, đồng thời chấm dứt mọi hy vọng của Arsenal khi muốn lôi kéo vị thuyền trưởng này về London làm việc. Cụ thể, Rodgers đã đồng ý đặt bút ký vào một bản hợp đồng có thời hạn lên tới 5,5 năm, tức là tới tận hè năm 2025 với Leicester. Đây vừa là phần thưởng vừa là nỗ lực giữ chân vị chiến lược gia 46 tuổi này của đội chủ sân King Power. Rodgers được bổ nhiệm vào tháng 2 và đem lại sự hồi sinh mãnh liệt cho Leicester. Đặc biệt, ở mùa giải năm 2019-2020 này, bầy cáo bùng nổ dữ dội khi đang chễm chệ ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Vì vậy, cựu huấn luyện viên của Liverpool được Arsenal chọn là mục tiêu lý tưởng bậc nhất cho chiếc ghế huấn luyện viên đang rất nóng ở Emirates. Unai Emery đã bị sa thải, còn Jumbert vẫn chưa thể vãn hồi tình thế sau hai trận. Tuy nhiên, với việc Rodgers cam kết gắn bó lâu dài với Leicester, Arsenal đã không còn hy vọng. Cần biết, ở hợp đồng cũ có thời hạn 3,5 năm, Rodgers được nhận mức lương tới 5 triệu bảng và điều khoản giải phóng hợp đồng 14 triệu bảng. Với bản hợp đồng mới có thời hạn lâu hơn và chắc chắn mức lương được tăng lên đáng kể, dĩ nhiên, khoản phí bồi thường hợp đồng của Rodgers với Leicester City cũng phải nhân lên. Mới đây, Tòa án Trọng tài Quốc tế CAS đã chấp nhận đơn kháng án của Chelsea và giảm một nửa án cấm chuyển nhượng mà FIFA đưa ra cho đội bóng thành London. Như vậy, trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 năm 2020 tới đây, Chelsea sẽ được phép mua sắm cầu thủ. Đây là tin rất vui đối với Chelsea, đặc biệt là huấn luyện viên Frank Lampard. Vị chiến lược gia này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chèo chống The Blue qua giai đoạn thác gần nhất khi dẫn dắt một Chelsea không được tăng cường lực lượng trụ vững được ở trong top 4. Bây giờ là lúc Lampard có cơ hội chiêu binh mãi mã để tiếp tục cho cuộc chiến giành vé tham dự Champions League khốc liệt tại Ngoại hạng Anh. Cụ thể, theo tờ Telegraph, Chelsea sẽ cấp cho Lampard một khoảng 150 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trong khi đó, kế hoạch của Lampard cũng đã được vạch ra là chiêu mộ một tiền đạo, một cầu thủ chạy cánh và một trung vệ. Những gương mặt đã được nhắm tới là trung phong Moussa Dembélé của Lyon, Wilfried Zaha của Crystal Palace và Jadon Sancho của Dortmund. Ngoài ra, Chelsea cũng theo dõi sát sao hậu vệ cánh trái của Leicester là Ben Chilwell, người sẽ chỉ ra đi sau khi mùa giải này kết thúc, cũng như cân nhắc kích hoạt điều khoản mua lại trung vệ Nathan Ake của Bournemouth với mức phí 40 triệu bảng. Sau khi bị loại ngay từ vòng bảng của SEA Games 30, tưởng chừng như Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ có động thái chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Nishino. Nhưng mới đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan khẳng định sẽ gia hạn hợp đồng thêm 2 năm nữa với nhà cầm quân người Nhật Bản này để chuẩn bị cho vòng chung kết của U23 châu Á năm 2020. Với trận hòa 2-2 với U22 Việt Nam, đội tuyển U22 Thái Lan lần đầu tiên sau 8 năm bị loại khỏi đấu trường SEA Games từ vòng bảng khi chỉ đứng thứ 3 với 10 điểm. Sau U22 Việt Nam 13 điểm và U22 Indonesia 12 điểm. Đây đồng thời là chiến dịch đầu tiên mà huấn luyện viên Akira Nishino nhận thất bại kể từ khi nhậm chức thuyền trưởng bóng đá Thái Lan. Trong buổi họp báo sau trận hòa với U22 Việt Nam, ông từ chối trả lời về kế hoạch gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan chính thức lên tiếng về tương lai của huấn luyện viên Nishino. Ông trả lời phỏng vấn trên Siam Sports rằng, mặc dù U22 Thái Lan không thể đoạt được tấm huy chương vàng tại SEA Games lần này, chúng tôi vẫn muốn xây dựng cho đội tuyển Thái Lan một phong cách làm việc ổn định,
cả về ngắn, trung và dài hạn khi tham gia các đấu trường khác nhau. Điều này sẽ diễn ra trong suốt 2 năm tới. Ông nói thêm, Liên đoàn bóng đá Thái Lan tất nhiên sẽ gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Nishino cho đến năm 2021. Hợp đồng sẽ chính thức được ký kết trong thời gian tới. Cơ quan điều hành bóng đá Thái Lan đặt ra nhiều kỳ vọng vào việc huấn luyện viên Nishino có thể đưa U23 Thái Lan giành thành tích cao tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2020, qua đó giành vé tham dự Olympic 2020 tại Nhật Bản. Tại giải đấu diễn ra vào tháng 1 năm 2020, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đối thủ Bahrain, Australia và Iraq. Đại diện của Liên đoàn bóng đá Thái Lan từng tuyên bố U23 Thái Lan tham dự SEA Games không sử dụng hay xuất cầu thủ trên 22 tuổi để tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ U22 được thể hiện khả năng và chuẩn bị cho mùa giải U23 châu Á. Rạng sáng mai ngày 8 tháng 12, đội bóng của Công Phượng sẽ có trận đấu tại giải vô địch quốc gia Hà Lan gặp Club Gunber. Tuy nhiên, huấn luyện viên tạm quyền Nicky Hayen của Sinchuden đã không có sự tin tưởng tiền đạo Nguyễn Công Phượng khi gạch tên anh ra khỏi danh sách thi đấu lần này. Hôm 5 tháng 12, Sinchuden có trận đấu ở cúp quốc gia gặp Wegem. Công Phượng được cho là sẽ có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của câu lạc bộ, nhưng mũi nhọn này vẫn bị bỏ rơi. Nhà báo Martin Els, người đang làm việc tại kênh Omro Brand của Hà Lan chia sẻ với báo chí rằng tương lai Công Phượng thực sự không sáng sủa. Sinchuden đã có thể thêm 2 suất vào danh sách đăng ký thi đấu ở cúp quốc gia, nhưng họ vẫn khước từ Công Phượng. Trận gặp Club Bunber thuộc vòng 18 giải vô địch quốc gia Bỉ sẽ diễn ra vào lúc 2:30 ngày 8 tháng 12. Huấn luyện viên tạm quyền Nicky Hayen tiếp tục gạch tên Công Phượng ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Cách Sinchuden sử dụng nhân sự rõ ràng không có định hướng sử dụng hay phát triển mũi nhọn đến từ Hoàng Anh Gia Lai. Hayen chỉ là huấn luyện viên tạm quyền, Sinchuden sớm sẽ bổ nhiệm thuyền trưởng mới. Ông Hayen muốn giữ công việc ở đội trẻ, vì vậy mà nhà cầm quân này sẽ không muốn mạo hiểm trong việc sử dụng nhân sự, nhà báo El nói thêm. Trong giai đoạn lượt đi của mùa giải, Công Phượng ra sân 20 phút cũng chính là nhờ trận gặp Club Bunber. Từ đó, anh không được trao thêm bất kỳ cơ hội nào trong đội hình chính. Hiện Công Phượng được cho là nên rời Sinchuden trong kỳ chuyển nhượng mùa đông để cứu vãn sự nghiệp. Dù vậy, bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai vẫn khẳng định sẽ tôn trọng hợp đồng đã ký với đại diện nước Bỉ liên quan đến chân sút gốc Nghệ An. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin bóng đá ngày 7 tháng 12 của kênh Bóng TV. Các bạn hãy like, share và đăng ký kênh Bóng TV để cập nhật được những tin tức bóng đá mới nhất nhé!